Thử xem nhá. Ấy giả, cũng được đấy. Ấm ấm. Bây giờ đến phần cho con dao vào này. Đấy, bây giờ đến phần cho con dao này. Các bạn quan sát nhá. Kỹ thuật tôi này trông đơn giản thế này thôi nhưng mà khó phết đấy, không làm được đâu. Đấy, xem cái màu lửa này. Bác thợ đang quan sát đấy. Đấy, xem màu lửa. Nó phải đều nhau. Như thế này là ổn cho anh. Còn tí. Nếu có ăn được cái bề này thì nó mới cứng được. Hơi lệch đúng không? Lệch. Anh ơi, thế anh em mình vừa tôi xong con dao này thì bây giờ bạn nó là như thế nào rồi bác? Mày tôi xong dao này nhé. Tôi xong con dao này mình phải thử vào cái đề. Nếu mà nó cứng đấy, nó cạo được cái đề thì nó mới là cứng à. Xong rồi mày cái đá này nếu mà nó chưa sát cho mày cái đá này nó không cứng à. Như bác là bác vừa tôi xong con dao này thì bác thấy nào cái ánh nắng cái nó mình che bạt đấy nó hợp lý chưa anh? Được rồi. Mà cái sát này thì ví dụ như là anh cũng chưa đánh, bây giờ tôi bây giờ thì con này thử thôi, thử con này nếu mà được thì chưa chuẩn, thế này nhưng mà thấy nó chưa được thì tôi kiểu khác là thế. Tôi lại như vậy là cái con dao này là phải tôi lại các bạn nhé, tại vì nó chưa đạt yêu cầu. Đấy. Cái nhất, cái thứ hai là lúc mài vào cái đá kia mà nó cảm thấy nó đi nó chưa cứng ấy, thì là phải tôi lại. Mình đã thử nghiệm thôi mà, thử nghiệm xem cái nhíp này người ta tôi bằng cái gì. Còn là cái thợ bên kia thì người ta tôi bằng bùn, còn là cái thợ anh Tống thì không biết là anh ấy tôi bằng cái gì. Thì các bạn tí mình phải thử xem nó là tôi bằng cái gì nhá. Mỗi người một kiểu tôi khác nhau mà. Các bạn quan sát nhá. Các bạn nhá, bây giờ lại phải chuyển sang nước lạnh. Đấy, lúc nước ấm mà ấm thì lại không ăn thua. Bây giờ lại phải tô lại. Không dễ gì để là tô ra được một con dao nó chuẩn đâu các bạn ạ. Bây giờ phải đấy, đấy phải làm lại đấy. Bây giờ tô nước trắng, nước lã. Em có nhìn chúng nó đánh không? Nếu mà giết tôi thì tôi đỡ độ một chút và cứng chết đây, như cái này thì không cứng nữa. Thank you.
À, như vậy là mình đã vừa quay cho các bạn xem cái tôi cái nhíp xe Nga zin đầu trắng. Đấy thì bây giờ nó con này nó chỉ hợp với nước nước trắng thôi. Nó lã trắng thôi. Bây giờ bác Tống mà bảo là bây giờ coi như là đã đạt rồi đấy. Bây giờ chỉ mài đi thôi. Các bạn xem mài xong rồi thử xem nó như nào nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn vui vẻ. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ, chia sẻ giúp mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.